đường cao tốc Nội Bài Lào Cai nha mọi người. Giờ mình đi tuyến này mọi người, Nội Bài Lào Cai nha. Đấy, vô thử cái nó ra làm sao nha mọi người. 60 km/h. Đây là đường cao tốc 05 nha mọi người. Bài đó. Là cao tốc Nội Bài Lào Cai mọi người, tốc độ 100 km/h. Đi ban đêm thì tiếng nào nha mọi người, không thấy gì trơn. Tại thời gian mình có hạn cho nên mình tranh thủ mình quay xong mọi người. Mọi người xem được cái nào hay cái đấy nha, chứ mình cũng mừng tượng vậy thôi. Nói chung hệ thống cao tốc mà ngoài phía Bắc này tốt lắm mọi người. Liên kết với nhau đi xuống. Mình lái xe không áp lực gì hết trơn, chạy phà độ. Thấy đi sướng không? Có xe cộ gì chứ mọi người. Có mình đi đó nha. Hướng từ Hà Nội ra nãy giờ hướng của mình không thấy xe ra nha, mà thấy hướng từ Lào Cai về Hà Nội thì nhiều nha mọi người. Đó, thấy có chiếc xe trước mặt á. Gài nạp tiền thu phí mà đi quá nhiều không biết nó có hết tiền hay không nữa nè.
Qua trạm liên tục mọi người. Vài hình ảnh đó mọi người, tôi xin tạm biệt mọi người ở đây nha. Thì cái tiếng cao tốc nó vẫn vậy thôi mọi người, tôi không có đi tới Lào Cai đâu, thành ra tôi chỉ quay độ cho mọi người xem thôi. Nếu ban ngày thì ráng quay cảnh cho mọi người xem, chứ còn ban đêm nó vẫn nghĩ vậy đó. Tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha mọi người.